cái này cũng 5 giờ đó anh em. Thì đang hai con này cũng đang phải mưa, thì nói chung anh em ở đây quay đợi quay quay cái miếng, cắt cái miếng đập nè anh em. Đó, cái đê này ha, cái đê cu su các bạn. Cái này dân cu su cắt anh em. Cái này cũng một người cũng dài công rồi dân cái chỗ cái đê cu su này, nhưng mà chắc này chắc cắt không có mà tới đó đâu anh em ơi. Cái này cũng 5 giờ cắt rồi, cũng ngày cũng 6 giờ các bạn. Còn ở đây một khu nhỏ nữa, còn bên kia thêm một khu nữa. Thì chắc cái này mình về trước, chạy gì như mình xa, đường xa này không cảm á. Thì ngày mình, nếu ngày mai có xuống mình quay các bạn coi cặp cái đời có nguy hiểm lắm anh em, cái đời nó lé đé nước các bạn, ghê lắm. Không biết các cặp thì sao. Thì nó cũng sợ lắm anh em. Thì cái đời đó là cái đời cu su anh em chứ không phải đời cu em út ha. Rồi máy đang vô các bạn ơi. Này các bạn, quá trời xịt ha. Nói chung nước nhiều thì xịt cũng không có nhiều cá anh em ơi. Ở đây xịt cái xịt quẩy gọn gọn, bình xe đạp điện vậy đó các bạn. Xịt nhẹ nhẹ không à, nhẹ nó gọn. Đây, đây, đây. Đây cũng đang xịt nữa các bạn ơi. Chìm chìm cái đầu anh em. Chìm xuống á. Này dân cu su á anh em. Rồi như chịu nổi gì các bạn ơi. Bơm quá bơm á, chịu nổi chấp cái đường dưới cho bạn bãi hết trơn nha anh em. Chấp cái chân các bạn. Nó chạy vô lắm anh em, này bơm chịu nổi đâu. Này nó bởi hai bên. Chỗ này như có bãi rồi có dấu anh em ơi, có đầu chịu cây rồi tung ra cho các bạn. Quá trời này, ha, nước này các em. Các bạn ơi.
luôn anh em ơi. Con đập này như xong rồi đó các bạn, đắp đỡ gì các bạn ơi, thì cũng đang nhổ gà anh em ơi, đang nhổ gà đắp thêm. Hết chảy nha nè. Rồi vậy chào các bạn nha. Thì con đập này cũng như đắp đã xong rồi đó các bạn ơi, ngon rồi, máy thì đang cắt.